Good morning everyone. Chào các bác, các anh chị. Hôm nay á, là mình sẽ làm cho bốn cái liên quan nó tụ lại mình gọi là tứ hợp, tức là tổng hợp, cũng như là tổng hợp, nhưng mà tứ hợp tức là bốn hợp lại vào tâm luân. Thì mình bắt đầu thanh liên hoa, hồng liên hoa, tỷ liên hoa và bạch liên hoa. Khi nào nó vô á, nó xoắn ngược cái kim đồng hồ, rồi nó vô, nó xoắn như vậy, nó vô như vậy trong tâm luân. Mỗi lần mình trì là mình trì một một, và mình thêm cái ôm supravajra, mình chỉ làm ra tiếng một lần thôi để cho các bác nhớ, rồi sau đó là mình sẽ trì trong tâm. Today we will move on to the next phase of the Four Lotus practice. We will do like last Wednesday, but today we will integrate the four lotuses into one lotus inside our heart center. One day, when we bring in, we'll recite one time each lotus, and when they come in one by one, then the blue lotus on our left will swirl counterclockwise and also kind of curved, going into our heart center. Same for the red lotus and the other lotuses. So it's not coming in straight, but it has a little curve. It's counterclockwise curve and going into the heart center. And at the same time, they are also swirling. So counterclockwise swirling in like that. And then we do the practice, the mental recitation. And every mantra, we add on the Om Supravajra. Om Supravajra here is to bring the lotus inside, integrate them into one lotus. We call the integrated lotus. Okay, so let's go move into the practice right away. Relax, hãy buông hết vàng duyên, let go of all. Put the palms together, hãy chắp tay lại. Let us connect with Quan Shi in Bodhisattva, the Bodhisattva of compassion. Hết nỗi kết vết Đức Quang Thế Âm. Cảm nhận cái lòng đại từ đại bi của Đức Quang Thế Âm. Feel the love and compassion of Quan Yin. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quảng Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quảng Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quảng Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Let's do the English. Namo Quan Shi In Bodhisattva, the great being of kindness and compassion, healing and forgiving. Namo Quan Shi In Bodhisattva, the great being of kindness and compassion, healing and forgiving. Namo Quan Shi In Bodhisattva, the great being of kindness and compassion, healing and forgiving. And now let's practice the Dharma object, and two pháp too. Pick up your blue lotus. Little yun, little yun, little yun, little yun, little yun. Om jili jili wasalam bolamanda hum pandra. Om jili jili wasalam bolamanda hum pandra.
Om Jiri Jiri Vajra Bolamanda Hum Pandra. Om Jiri Jiri Vajra Bolamanda Hum Pandra. Om Jiri Jiri Vajra Bolamanda Hum Pandra. Om Suksma Vajra Om Suksma Vajra Om Suksma Vajra. Tô là thanh niên hoang nguyện hóa giả tất cả tâm tham lam thành tựu vô lượng bồ đề tâm và giải trừ tất cả nợ tiền. I am the blue lotus. I vow to dissolve all the greed and attachment and accomplish the limitless bodhicitta and bodhi mind and also dissolve all the monetary debt. Hồng Liên Hoa, Red Lotus. Bottom of the citoyen, Om Chandeli Sopaho, 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 Om Suksma Vajra, Om Suksma Vajra, Suksma Vajra, Tô là Hồng Liên Hoa, Nguyện Hoa Giả, tất cả tâm sân hận thành tựu vô lượng, hạnh lành và giá trị tất cả nội máu. I am the red lotus. I vow to dissolve all the hatred and anger, and I vow to accomplish all the good roots, and also dissolve all the blood debt. Purple lotus, Địa Liên Hoa. Phô-la-sa-yê, Om Sala-sala-vajra-jara-hum-pan-ra. Om Sala-sala-vajra-jara-hum-pan-ra. Om Sala-sala-vajra-jara-hum-pan-ra. Om Sala-sala-vajra-jara-hum-pan-ra. Om Sala-sala-vajra-jara-hum-pan-ra. Om Suksma Vajra, Om Suksma Vajra, Om Suksma Vajra. Tô là tiếng Liên Hoa, Nguyện Hoa và tất cả tâm si mê và thành tựu vô lượng tam muội giải trừ tất cả nợ tịnh. I am the purple lotus. I vow to dissolve all the illusion and stupidity, and also I vow to accomplish all the samadhis and dissolve all the emotional entanglements. White Lotus, Bát Liên Hoa. Jemong, Om Mazala Walaye Sopaho, Om Mazala Walaye Sopaho, Om Mazala Walaye Sopaho, Om Mazala Walaye Sopaho, Om Suksma Vajra, Om Suksma Vajra, Om Suksma Vajra. Tôi là Bát Liên Hoa, Nguyện Hoa và tất cả sự nghiệp ngập chấp pháp thành tựu vô lượng thần thông không ngừng triển khai lòng biết ơn. I am the white lotus. I vow to dissolve all the addictions and attachment to the Dharma. And I vow to accomplish all the spiritual strength. And I vow to always open up the sense of gratitude. Now we move on to the meditation. Completely relax the body. Breathe gently, deeply. Mình hoàn toàn thư giãn. Thở thiệt là nhẹ, chậm và sâu. Và từ từ mình nhận tri cái mảnh đất thiên căn, hạt giống vô lậu và nước cam lồ dưới lòng đất. Let's be aware of the ground of goodness to the size of our room. Be aware of the seed of light, the non-outflow seeds, and the water of compassion all under the ground. Now let's focus
at one seed of light under the ground. Bây giờ mình chú ý một cái hạt giống vô lậu dưới lòng đất. Khởi động cái hạt giống vô lậu đó để cho mình nở ra 40 liên hoa. Now let's activate that seed of light so it can grow the four lotuses. Recite mentally hay trì một biển trong tâm. Phu la sư li nam mô la na năng đà la yê om ma đa pa di vô trì yi sư thi do li thi so pa ho. Rồi bây giờ mình cho bốn liên hoa nở ra từng một. Thanh liên hoa, hồng liên hoa, tiểu liên hoa và bạch liên hoa. Now let's grow the four lotuses one by one from the blue lotus, red lotus, purple and the white lotus. So let's recite mantra. Lito yun, lito yun, lito yun, lito yun, lito yun. Om jili jili vasalam balamanda hum panja. 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 Om tisavaja, om tisavaja, om tisavaja. Red lotus, hồng liên hoa. On the back, phía sau lưng của mình. Bottom of the citoyen, bottom of the citoyen, bottom of the citoyen, bottom of the citoyen, bottom of the citoyen. Om chandeli sopoho, om chandeli sopoho, om chandeli sopoho, om chandeli sopoho, om chandeli sopoho. Om tisavaja, om tisavaja, om tisavaja. Bây giờ vươn lên tiểu liên hoa đem lên bên phải. Now let's grow the purple lotus. It grows into the right side. Folashaye, 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 folashaye. Om salasala vajra jala hum panja. 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 Om tisavaja, om tisavaja, om tisavaja. Bây giờ vươn lên, bạch liên hoa đem ra đằng trước. Now let's grow the white lotus to the front. Chê mong, chê mong, chê mong, chê mong, chê mong. Om vajala valaye sopoho. 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 Om tisavaja, om tisavaja, om tisavaja. And recite continuously mentally. Let me do one time verbally so you know how to recite. Bây giờ Khải Nghiêm sẽ trì một biến để cho các bạn biết mình trì như thế nào lúc mình trì trong tâm. Sitoyi shupalai om bazala boshidiri dineshina hum. Litoyi om ziriziri bazala bolamda hum banja. Botomoji sitoyi om shandiri sapa. Falashay om salasala bazala dara hum banja. Jemang om bazala waliye sapa. Trì như vậy liên tục, and so keep reciting like this mentally, continuously.
Make sure to relax completely. Try not to control. Let the mantra flow. And let your visualization follow. Nhớ thư giãn, buông hết vạn duyên. Đừng cứ ráng quá. Cứ để tự nhiên cho cái dòng chú nó chạy và cái sự quán tưởng của mình nó theo. Những cái cầu chú. Bốn liên hoa càng ngày càng rõ, dòng chú càng ngày càng nhuyễn. See how the four lotus has become more and more clear. The mantra become more and more flowing. Rồi bây giờ mình sẽ tụ lại bốn liên hoa ngay tâm luân, vào tâm luân. Trở thành một cái liên hoa hợp nhất. Now let's integrate all four lotuses into the heart center, becoming one lotus, becoming an integrated lotus. So let's recite together one time, one round. Lito yun nam jiri jiri wajara buramda hom banja om supravajra. Bodhamajisito yom shandili sopa om supravajra. Phalashe yom sarasara vajaradara om banja om supravajra. Jewang om vajara valaye sopa om supravajra. Và mình trì liên tục như vậy. Cho bốn liên hoàn xoắn vô tâm luân. Remember, the four lotuses, they swirl into the heart center counterclockwise. So try your best to keep reciting the same way with Om Supravajra each time. Lito yom jiri jiri vajaram bolam da hom banja Om Supravajra. Bodo ma jesi to yom shandari sapa Om Supravajra. Folashe yom sarasara vajara dara hom banja Om Supravajra. Jemang om vajara vajara sapa Om Supravajra. Cứ trì như vậy trong tâm liên tục. Keep reciting continuously like this.
Feel the serenity. Hãy cảm nhận cái sự tĩnh lặng. Cảm nhận cái sự khai mở. Feel the openness. Tôi khai mở. I am open. Just leave the lotus at the heart center and good day to you. Cái liên hoa trong tâm luôn của mình. Ra cái tâm của mình. Scan the body. And release three breaths out through the mouth. Để thở ra ba hơi bằng miệng. Share your inner peace, your serenity. Chia sẻ cái sự thanh tịnh, tĩnh lặng. Just put the palms together, hãy chắp tay lại. Always think about the people that you would like to transfer the merit to. Luôn luôn nhớ những người mà mình muốn hồi hướng công đức tu tập này. And with deep gratitude, we bow down với cái lòng biết ơn sâu sắc mình lại xuống. Thank you everyone, cảm ơn các bạn anh chị. Hôm nay mình làm ngắn ngắn như vậy nhưng mà mình chỉ muốn focus về cái phần mà mình xoắn bốn cái liên hoa vô như vậy. Kỳ sau là mình cái liên hoa mà họp lại, bốn liên hoa mà họp lại sẽ đem lên trên đỉnh đầu. Rồi lúc đó mình có yusa để thêm cái yusa rồi mình trở thành Đức Phật. Ok. So today we do a very short, we just wanted you to work on bringing and integrating the four lotus at the heart center, become the integrated lotus, and from there it will go up. So next time we bring it up all the way up above our head, and there will be the Yasa and the Buddha will appear the next time. But the reason why we bring all the lotus into the heart center, because only with love and compassion we can integrate. Is the capacity to integrate everything. Only with love and compassion we can embrace everyone, even the people that we're not agreeing with or we may have conflict, but because of the great love and compassion we are able to integrate. And that's why the four lotus have to come into the heart center. Lý do tại sao mình đem bốn liên hoa trong tâm luôn mà có thể hợp nhất được thành một cái liên hoa mới, vì tâm luôn, tức là cái tình thương bao la, cái lòng đại bi của mình. Nếu mình để cho cái vùng khác nó không có work được, thành ra phải cái lòng tình thương nó mạnh, nó bao la mới có thể bao dung tất cả mọi thứ mà bắt tất cả mọi chuyện. Thành ra cái hình ảnh là như vậy, là phải ấy trong tâm luôn của mình. Ok, so I will wish you a wonderful day and I will see you next time. We'll resume Sunday. All right. Bye-bye.